Không cần sự phê chuẩn của Quốc hội, không chờ ý kiến của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump vào đêm ngày 6 tháng 4 theo giờ Mỹ, tức sáng ngày 7 tháng 4 theo giờ Việt Nam, đã phát lệnh tấn công Syria. Hai tàu khu trục USS Ross và USS Porter của Mỹ đang hoạt động tại phía đông địa Trung Hải đã bắn 59 tên lửa hành trình Tomahawk nhắm vào căn cứ không quân Sherat ở tỉnh Homs, nơi được xem là liên quan đến chương trình vũ khí hóa học của chính quyền Al-Assad và gây ra vụ không kích dính dáng đến vũ khí hóa học làm thiệt mạng hàng chục thường dân Syria. Đây là lần đầu tiên trong cuộc nội chiến kéo dài 6 năm ở Syria, Mỹ không kích quân đội chính phủ định thần tốc. Ngày 4 tháng 4, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria SOHR báo cáo về việc xuất hiện vũ khí hóa học, giết chết khoảng 80 người. Lập tức, các bên ở Syria gồm phe đối lập, chính phủ, Nga, Mỹ đổ lỗi cho nhau. Vào ngày 5 tháng 4, Nga nói rằng vũ khí hóa học chất trong kho của quân nổi dậy và vô tình bị ném bom trúng, tuyên bố là sẽ bỏ phiếu chống nếu Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc biểu quyết cho việc lên án dùng biện pháp với Syria. Trong khi đó, đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, bà Nikki Haley, khẳng định rằng Mỹ hoàn toàn có thể hành động đơn phương nếu như các thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc không thể đồng thuận. Tại buổi gặp quốc vương Jordan vào ngày 5 tháng 4, ông Trump đã tuyên bố Syri đã vượt quá giới hạn và buộc ông phải thay đổi suy nghĩ về chính quyền tổng thống Syri Bashar al-Assad. Vào ngày 6 tháng 4, Mỹ tiếp tục cáo buộc và lên án Syri dùng vũ khí hóa học. Ông Trump nói rằng sẽ có vài thứ xảy ra vào tối cùng ngày tại khu nghỉ mát mar ông Trump tuyên bố ra lệnh không kích Syria. Đêm nay, tôi đã ra lệnh không kích vào căn cứ không quân Syria, nơi vụ tấn công bằng vũ khí hóa học được thực hiện. Đây là điều rất quan trọng đối với an ninh quốc gia Mỹ nhằm cấm và ngăn chặn sự lây lan trong việc sử dụng vũ khí hóa học chết người. Tạp chí Time ngày 7 tháng 4 dẫn lại khoảng 18 lần trong quá khứ ông Trump đã dùng Twitter để phản đối việc Mỹ tham gia vào Syria. Nhưng đáng chú ý, trong một dòng trạng thái vào 11 giờ 45 phút ngày 29 tháng 8 năm 2013, ông giống như đã hé mở cách thức ông thực hiện một cuộc tấn công thần tốc không do dự. Tại sao chúng ta vẫn cứ ra rã lên là khi đạo sẽ tấn công Syri? Tại sao chúng ta không thể im lặng và nếu có tấn công thì sẽ không khiến chúng bất ngờ? Chỉ có 23 tên lửa trúng mục tiêu. Chín máy bay chiến đấu của Syri cùng một số nhà chứa máy bay đạn dược và nhiên liệu tại căn cứ không quân al đã bị phá hủy trong cuộc tấn công của Mỹ, đài truyền hình Russia 24 của Nga thông tin. Trái với tuyên bố của Bộ Quốc phòng Mỹ, truyền thông Nga cho biết không phải tất cả máy bay hay cơ sở vật chất tại al bị phá hủy, đường băng vẫn còn hoạt động. Thông tin ban đầu của chính phủ Syria nói có 9 người chết. 59 tên lửa hành trình đối đất Tomahawk đã được Mỹ sử dụng, hướng tấn công được xác định là từ phía đông địa Trung Hải. Báo The Guardian dẫn lời Thiếu tướng Igor Konashenkov, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga ngày 7 tháng 4 tuyên bố chỉ có 23 trong số 59 quả đánh trúng căn cứ không quân của Syria. Theo truyền thông quốc tế, các hệ thống phòng không của Syria gần như đã không phản ứng gì khi bị tấn công. Được trang bị các hệ thống phòng thủ tên lửa đa tầng do Liên Xô cũ sản xuất, lực lượng phòng không của Syria được đánh giá là lạc hậu ở thời điểm hiện tại. Tiên tiến nhất là hệ thống S200V do Liên Xô cung cấp từ năm 1983 có tầm bắn tối đa là 240 km, độ cao tối đa là 29 km. Không có thông tin về việc S-200V đã được bố trí tại căn cứ al -Sheraz. Thưa quý vị, Tomahawk là tên lửa hành trình tầm xa đa nhiệm, có thể phóng từ các bệ phóng cố định trên mặt đất, tàu chiến mặt nước, tàu ngầm và máy bay chiến đấu. Tomahawk có mặt trong hầu hết các chiến dịch can thiệp quân sự của Mỹ, bắt đầu từ chiến tranh vùng Vịnh năm 1991. Được trang bị từ năm 1983 đến nay, với đơn giá là 1,59 triệu USD vào năm 2014, có sức mạnh tấn công đầu đạn quy ước nặng 450 kg, đầu đạn hạt nhân W80. Có kích thước dài 5,56 m với động cơ tăng tốc 6,25 m, có đường kính 51,81 cm và sải cánh 2,67 m. Tầm bắn của Tomahawk, tùy vào phiên bản tấn công mặt đất hay chống hạm tối đa là 1.700 km là thế hệ mới nhất. Vì sao tên lửa phòng thủ Nga không khai hỏa? Chính phủ Syria do Tổng thống Bashar al-Assad đứng đầu là đồng minh của Nga. Moscow vẫn đang duy trì hiện diện quân sự tại quốc gia này. Câu hỏi đặt ra là tại sao hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga đặt tại căn cứ không quân Haymeimim Latakia, trách Al-Sherat hơn 220 km, đã không khai hỏa khi nơi này bị tấn công? Đây là câu hỏi rất khó để trả lời vào thời điểm này, vì nó còn bị ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố thiên về tính toán chiến lược. Sau vụ tiêm kích Su-24 của Nga bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ vào cuối năm 2015, Moscow đã triển khai hệ thống S-400 tới Heimeimim, được đánh giá là hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại nhất của Nga. Một tiểu đoàn S-400 có thể phát hiện mục tiêu ở khoảng cách tối đa là 600 km. Vấn đề này còn phụ thuộc nhiều vào tốc độ bay, kích thước và trần bay của mục tiêu hướng tới. Tùy vào loại tên lửa được sử dụng, S-400 có thể bắn hạ các mục tiêu trong khoảng cách tối thiểu từ 2 km, đạn tên lửa 9M96E, đến 400 km với đạn tên lửa 40N6, với trần bay từ 5 đến 56 km. Nếu xét về nơi được bố trí, Hermaymim và nơi bị tấn công là al S-400 hoàn toàn đủ khả năng đánh chặn Tomahawk. Nhà sản xuất Nga khi phát triển S-400 cũng đã nhắm tới khả năng tiêu diệt được những loại tên lửa hành trình như Tomahawk. Đó là trong trường hợp S-400 của Nga ở Syria được trang bị đạn tên lửa 40N6. Khả năng cao là loại đạn tên lửa này không được đưa tới Syria vì phải được ưu tiên trang bị cho các hệ thống S-400 đang bảo vệ các mục tiêu trọng yếu ở Nga. Như vậy, để trả lời cho câu hỏi, tại sao S-400 của Nga tại Syria không khai quả, về mặt kỹ chiến thuật, chỉ có một lý do Đạn tên lửa được trang bị cho hệ thống này không đủ tầm bắn có thể bảo vệ được al -Sherat. Có thể nó chỉ được trang bị đạn tên lửa 9M96E tầm bắn 40 km, hay cao cấp hơn là 48N6E2 tầm bắn 200 km, vừa đủ để bảo vệ các cơ sở quân sự của Nga tại tỉnh Latakia. Có thể tấn công mà không cần xin phép quốc hội Đợt không kích của Mỹ ở Syria vào ngày 6 tháng 4 khiến cho nhiều người thắc mắc làm sao Tổng thống Donald Trump có thể ra lệnh hành động quân sự ở một nước khác mà không cần xin phép quốc hội. Theo AP, ông Trump có thông báo cho quốc hội về kế hoạch phóng 59 quả tên lửa Tomahawk vào căn cứ không quân ở Syria. Trong số hơn 20 nghị sĩ được thông báo vào hôm ngày 6 tháng 4, có lãnh đạo Hạ viện Paul Ryan. Nhưng ông Trump không cần xin phép. Theo nghị quyết quyền hạn chiến tranh vào năm 1973 của Mỹ, Tổng thống phải tham vấn quốc hội trước khi đưa binh lính ra chiến trường. Tuy nhiên, nó cho Tổng thống quyền đáp trả các cuộc tấn công hoặc các tình huống khẩn cấp khác. Thực ra quyền này từng được các đời Tổng thống trước đó sử dụng, như khi ông Barack Obama ra lệnh tiêu diệt nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo IS tự xưng năm 2015, hay George Bush tấn công các nước liên quan đến khủng bố vào ngày 11 tháng 9 2001. Dù vậy, một số nghị sĩ như Tim Kaine chỉ trích hành động của ông Trump là vi hiến khi tự ý ra lệnh không kích. Nghị sĩ Mike Lee cũng cho rằng Tổng thống Trump nên đưa việc này ra trước người dân Mỹ và để những đại diện mà họ đã bầu thảo luận các mặt lợi và rủi ro của việc can thiệp sâu hơn vào Trung Đông đối với các lợi ích an ninh quốc gia của chúng ta. Sau đây là trích tuyên bố tấn công Syria của Tổng thống Donald Trump tại cuộc họp báo ở khu nghỉ dưỡng Malago sau khi gặp ông Tập Cận Bình. Nhà độc tài Syri Bashar al-Assad đã phát động một cuộc tấn công hóa học khủng khiếp vào những người dân vô tội. Assad tước đoạt mạng sống của mọi người, đàn ông, phụ nữ và kể cả trẻ em, một cái chết từ từ nhưng tàn bạo đối với nhiều người, thậm chí những em bé xinh đẹp đã bị sát hại tàn nhẫn trong cuộc tấn công giả mang này. Không có đứa con nào của Chúa đáng phải chịu sự kinh hoàng đó. Tối nay tôi đã ra lệnh tấn công vào một căn cứ quân sự ở Syria, nơi cuộc tấn công hóa học đã được phát động. Hành động này nằm trong lợi ích an ninh quốc gia quan trọng của nước Mỹ, ngăn ngừa và chặn đứng sự lây lan trong việc sử dụng vũ khí hóa học không nên có bất kỳ cuộc tranh cãi nào về chuyện chính phủ Syria có sử dụng vũ khí hóa học bị cấm hay không. Họ đã vi phạm các cam kết của chính mình trong công ước cấm vũ khí hóa học và bỏ ngoài tai những lời kêu gọi của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Nga chỉ trích Mỹ xâm lược Syria Theo Ria Novosti, Moscow thông báo sẽ triệu tập cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc liên quan đến vụ Mỹ phóng tên lửa vào căn cứ không quân Syria. Thông tin do Chủ tịch Hội đồng An ninh và Quốc phòng thuộc Hội đồng Liên bang Thượng viện Nga, ông Viktor Ozarov đưa ra. Theo Điện Kremlin, Tổng thống Vladimir Putin xem đây là hành động chống lại một quốc gia có chủ quyền. Ông Putin sau đó đã chủ trì cuộc họp khẩn cấp với Hội đồng An ninh Quốc gia Nga, trong đó thảo luận đến việc tiếp tục duy trì sự hiện diện quân sự tại Syria, cụ thể là lực lượng không quân sau cuộc tấn công của Mỹ. Nhà lãnh đạo Nga gọi vụ không kích của Mỹ vào Syria là hành động mang tính hiếu chiến, làm tổn thương nghiêm trọng đến quan hệ Nga-Mỹ và là trào cản lớn trong việc thành lập liên minh chống khủng bố quốc tế. Bộ Ngoại giao Nga trưa ngày 7 tháng 4 tuyên bố sẽ hủy bỏ thỏa thuận an toàn bay với Mỹ tại Syria sau khi chỉ trích hành động của Washington là thiếu suy nghĩ, gây phức tạp thêm các vấn đề. Moscow khẳng định sẽ nhanh chóng triển khai một loạt biện pháp phức tạp để tăng cường năng lực phòng thủ của Syria, giúp nước này bảo vệ các mục tiêu và cơ sở trọng yếu của đất nước, Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày tuyên bố. Tuy nhiên, theo giới chức Nga, trước mắt kế hoạch thăm Nga trong tuần tới của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson chưa có gì thay đổi. Iran, một đồng minh của Nga và Syria, cũng lên tiếng chỉ trích vụ không kích của Mỹ, theo hãng tin ISNA. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ, nước gần đây giữ khoảng cách với Mỹ và bắt tay với Nga, đánh giá tích cực vụ không kích của Mỹ, kêu gọi cộng đồng quốc tế duy trì quan điểm chống lại chế độ Assad. Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmuz tuyên bố chính quyền Syria phải bị trừng phạt trên vũ đài quốc tế. Trong các phản ứng khác, hãng tin Reuters dẫn nguồn tin truyền thông Saudi Arabia nói nước này ủng hộ hoàn toàn hành động không kích Syria của Mỹ. Tương tự, Anh ủng hộ hành động quân sự của Mỹ và gọi đây là phản ứng thích hợp đáp trả vụ tấn công vũ khí hóa học mang rợ. Thủ tướng Đức Angela Merkel nói vụ tấn công của Mỹ là điều dễ hiểu khi nhìn vào những gì mà thường dân vô tội Syria đã phải gánh chịu và sự bế tắc tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ý ám chỉ sự ủng hộ của Nga dành cho chính quyền Assad ở cơ quan này. Giá vàng thế giới bật tăng Từ sát mức 1.250 USD một ounce, giá vàng thế giới đã tăng lên mức 1.264 USD một ounce vào chiều ngày 7 tháng 4 sau khi Mỹ tấn công Syria, tương đương mức tăng 13 USD một ounce, tức 356.000 đồng một lượng. Quy đổi theo tỷ giá niêm yết, giá vàng thế giới tương đương 34,62 triệu đồng một lượng. Hiện nay, giá vàng thế giới đang trụ vững ở mức cao do các nhà đầu tư đổ xô vào các kênh trú ẩn an toàn vì lo ngại sự leo thang trong cuộc nội chiến Syria sau động thái quân sự đầu tiên dưới thời chính quyền Donald Trump. Ngoài việc giá vàng bật tăng, thì các chỉ số chứng khoán tương lai trên thị trường Mỹ và thị trường châu Á đồng loạt giảm sút trong khi đồng yên và giá dầu tăng mạnh. Giá vàng miếng SJC vào chiều nay tăng lên mức 36,6 triệu đồng một lượng, chỉ tăng 60 000 đồng một lượng so với trước kỳ nghỉ lễ do sức mua yếu. Trên lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới rút ngắn kỷ lục 1,98 triệu đồng một lượng. Trong khi đó, giá bán USD tại các ngân hàng vẫn duy trì ở mức khá thấp. Việc công băng và ACB đồng loạt niêm yết giá bán USD ở mức 22.710 đồng một USD. ACB niêm yết giá bán USD ở mức 22.720 đồng một USD. Música